Chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa để cùng chào đón một ca sĩ cũng rất có tên tuổi ở tất cả các trang mạng Facebook, các trang YouTube. Và đêm nay cũng dành tình cảm ưu ái dành cho giáo hậu của Thỏ Vực qua tiếng hát với ca khúc tên gọi ca khúc Trầm Hương, sự hiện của ca sĩ Duy Ninh. Vâng, lời đầu tiên con xin được gửi đến quý cha và quý sơ, quý cộng đoàn lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất ạ. Kính xin quý vị cùng vỗ tay theo ca khúc cùng con được không ạ? Dạ, xin mời. Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường cho lung linh anh nhiệm màu. Thiệt thà là như cánh vàng kêu sương Chúa ơi, lòng con chân thành dâng vinh quang Chúa muôn vàn, không gian mấy tơ vàng đầy cao siêu lễ tôn thờ. Khẩn cầu là Chúa hãy dù thương ban muôn hồng ơn. Chúa ơi, bênh vực con luôn khỏi những quân gian thù hằng mưu ám hại con. Cánh tay con đây con hằng vươn cao như đất mong mưa rào, ôn con dâng Chúa dường bao. Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường cho lung linh anh nhiệm màu. Thiệt thà là như cánh vạc kêu sương Chúa ơi, lòng con chân thành dâng vinh quang Chúa muôn vàn, không gian mấy tơ vàng đầy cao siêu lễ tôn thờ. Cần cầu là Chúa hãy dù thương ban muôn hồng ơn. Duy Linh có thể xin quý cộng đoàn cho con một tràng pháo tay thật lớn lên không ạ? Cảm ơn. Trong mong đường ở trong nhà người ngày đêm suốt đời có lời cầu như trầm hương dâng ơn thánh Chúa ra sao dìu con lên tới đỉnh cao. Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường cho lung linh ánh nhiệm màu. Thiệt thà là như cánh vạc kêu sương Chúa ơi, lòng con chân thành dâng vinh quang Chúa muôn vàn, không gian mấy tơ vàng đầy cao siêu lễ tôn thờ. Khẩn cầu là Chúa hãy dù thương ban muôn hồng ơn. Khẩn cầu là Chúa hãy dù thương ban muôn hồng ơn. Cùng đoàn đã thấy nóng trong người chưa ạ?